Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel này của tôi. Tôi chính là Manga Lover đây. Và video hôm nay thì nói thật video hôm nay cũng không có chủ đề gì gọi là thú vị lắm đâu. Nó cũng chỉ đơn thuần là một số những cái đôi lời mà tôi muốn tâm sự đến mọi người thôi. Thì đáng lẽ video này tôi nghĩ là phải ra cách đây cũng khá là lâu rồi, kể từ lúc thành lập kênh này cơ. Nhưng mà đến tận bây giờ thì tôi mới có thể ngồi xuống đây và nói cho mọi người biết về ba điều. Thứ nhất, về cái lý do mà tôi thành lập cái kênh này ấy, thì đó là để có thể khoe những cái hobby, khoe ra cái bộ sưu tập của mình, cũng như là recommend, review, hay là nói chung là thỏa mãn cái sở thích của mình ấy đó, hay là thỏa mãn đam mê của mình, cũng như nó là một cái gì đấy có thể giúp mình có thể ghi nhớ lại những cái bộ sưu tập mà mình đã từng mua, những cuốn truyện mình đã từng mua, những thứ mà mình đã từng có, những thứ mà mình đã từng unboxing đó. Thì đây cũng là một cái gọi là sở thích chung thôi. Đó, mình sưu tầm, mọi người xem mình sưu tầm, và nói chung là kiểu trải qua một cái quá trình thì bộ sưu tập mình sẽ lớn lên như thế nào. Đó, nói chung đây là một cái gì đấy mình thấy rất là vui và rất là thú vị. Thế nên mình quyết định là sẽ duy trì kênh này. Hiện tại kênh của mình cũng đã được tầm hơn 200 sub rồi đấy. Thì rất mong có thể nhiều người biết thêm đến kênh của mình để mình có thể phát triển thêm. Đó, tiếp theo, thứ hai đó chính là phần content sắp tới của kênh mình. Kênh của tôi thì thực sự là content nó cũng hơi bị hạn hẹp đúng không? Tại vì tôi thường là tôi chỉ ra đúng 3 mục, đó chính là book haul. Dạo gần đây thì tôi làm thêm book haul, còn trước đấy thì là review, unboxing. Đó, chỉ đơn giản có 3 cái thôi. Nếu mà mọi người thấy content nó bị kiểu kém quá hay là bị hạn hẹp quá thì mọi người hãy recommend thêm cho tôi nhé. Tại vì hiện tại ấy, tôi cũng chưa có ý định gì thêm cơ. Đó, bây giờ tôi đang chờ là manga nó về để có thể unboxing cũng như là quay một cái book haul cho mọi người vào cái tháng 11 này thôi. Nếu mà quay khả năng đầu tháng 12 tôi sẽ đăng cái video đấy lên thôi. Nên hy vọng mọi người sẽ đón xem và ủng hộ kênh của tôi. Đó, thì hiện tại ấy, cũng có một bạn mà hỏi tôi là quay cái bộ sưu tập. Chắc chắn là cái này gọi là cái book sales tour đó. Thì cái video này thì tôi nghĩ là tôi sẽ quay và cho nó lên máy của mình vào tầm khoảng đầu năm sau các bạn ạ. Tại vì ấy, là tôi muốn kiểu book sales tour là nó sẽ phải hết hẳn một năm luôn. Thì tôi để cái tiêu đề là book sales tour 2023 mà. Thế nên là hết năm nay thì tôi mới quay được. Đấy, kiểu tôi muốn chứng kiến xem cái năm vừa rồi mình đã mua tất cả những thứ gì, cũng như là bán đi những cái gì, hay là nói chung là bộ sưu tập mình có tất cả những gì trong năm trước. Đó, thì tôi chỉ muốn vậy thôi. Còn điều thứ ba đó chính là hướng đi của kênh tôi. Thì hiện tại hướng đi của kênh tôi nó cũng khá là đơn giản. Đó chính là kiểu nói chung như tôi đã nói rồi đấy. Thì là kiểu quay về hobby sở thích thôi. Đó. Hay nói chung là flexing là chính, review nói chung là phụ. Đấy. Thì tôi không quan trọng về việc view có cao hay không, cũng như là sub có cao hay không. Tôi chỉ quan trọng là có thể chia sẻ đam mê cùng với mọi người ở trên YouTube. Đó là được. Hiện tại tôi cũng có một số những trang web như là Shopee hay là Facebook hay là TikTok. Thì tôi cũng đã để cái đường link ở bên dưới phần mô tả rồi đấy. Thì nếu mọi người hứng thú thì có thể kết bạn Facebook cũng như là kết bạn TikTok của tôi để có thể trò chuyện thêm. Đó, rất là thú vị đúng không? Đó, thì trên đây là đôi lời nói của tôi về hướng đi của kênh, cũng như là một số những tâm sự đôi lời của tôi. Thì nếu mọi người thấy video này thú vị thì hãy cho tôi một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.